Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với lại các bạn là cái quán cà phê rất là đặc biệt đấy là quán cà phê mà có đôi dòng đất này các bạn nhìn thấy không Dòng đất con này rất là to đấy, trông vậy nhưng mà nó tận đến 5kg mấy. Ấy. Còn con này thì hơn 3kg Nói chung là đây là so với lại những cái con nòi bò sát khác ở Việt Nam mình thì rất là lớn bởi vì đôi dòng đất này nó không có nguồn gốc từ Việt Nam mình mà nó ở bên Indonesia người ta mua về các bạn đôi dòng đất này hiện nay là nó đang nằm ở quán cà phê phúc yên 17 tầng á chỗ ngay cầu tham nương ấy mọi người nha nếu mọi người đi nên chỗ đấy cái quán này cũng khá là nổi tiếng rất là nhiều người ở Sài Gòn người ta hay đến đây để uống cà phê và ngắm máy bay vì nó gần sân bay ấy, mọi người nói các bạn nhìn thấy không? view nó khá là đẹp này đấy vì sắp đến ngày Noel nên này họ ở trang trí Noel này nói theo những cái bàn mà xung quanh này là nhìn xuống uh, dưới đường đường uh, Trường Trinh rồi như đường uh, Phan Huy Ích các thứ này nhìn thấy các khu công nghiệp các tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn ấy, rất nhiều người người ta chọn quán này các bạn nhé ngày xưa mình cũng hay đi quán này lắm nhưng mà cái đôi dòng đất này thì nghe nhân viên nói là chủ quán họ mới mua thôi các bạn đôi dòng đất này thì ngày xưa nó rất là mắc có lúc lên đến năm sáu chục triệu cái đôi rồng này nhưng mà tại vì là cái nhân viên họ bảo cái quán này là được được sang nhượng nên là nó rẻ hơn một xíu nhưng mà nếu mà các bạn mà mua bây giờ mà mua nhập từ Indo về cũng mấy chục triệu luôn các bạn hai con này cũng mấy chục triệu đấy, ở cái quán này view rất là đẹp các bạn nhìn em đã mình ngồi uống cà phê này đấy phía xa xa là cầu tham lương cái cầu tham lương các bạn người xe rất là nhỏ xíu này đấy. Ở Sài Gòn hiện nay là rất là nhiều chung cư các bạn thấy không đấy muốn đi đến quán à, à, cà phê Phúc Yên 17 này cũng dễ lắm mọi người mọi người chỉ đi đến cầu Tham Nương ấy là gần khu công nghiệp Tân Bình là cái ngã ba đường Trường Trinh với lại Phan Huy Ích là mình rẽ vào độ trăm mét là đến chung cư Phúc Yên là rẽ vào rồi gửi xe là bấm thang máy lên tầng 16 rồi đi bộ thêm một tầng đầu nữa là nên quán này quán thứ 17 nên người ta gọi là quán cà phê Phúc Yên 17 ấy, mọi người Đấy. mình nói thêm về đôi cái đôi dòng đất này đây là đôi dòng đất mà các bạn nhìn lúc đầu á là là lúc đầu mình đến là khoảng độ tám rưỡi thì mình nhìn màu nó là màu xanh xong một lúc sau độ khoảng độ 10 rưỡi là mình nhìn nó lại chuyển sang màu màu xám xám cái màu xanh nó nhạt dần và mất hẳn đi các bạn nhé vì nó là đây không phải là, là là chỉ có dòng đất mà tất cả những cái loại bò sát nói chung ấy hầu hết là đều có khả năng đổi màu ấy cả con màu xanh rồi con màu màu đỏ rồi con màu hồng hồng màu thẫm màu màu nâu màu lá cây thì nó cũng có thể đổi màu được hết các bạn nhé Đấy, rất là hay hầu hết là là ai đến quán cà phê này cũng xem con rồng đất này nhất là à, gia đình có nhiều em bé trẻ con ấy vì là nhìn nó rất là ngộ nghĩnh nhìn thì các bạn thấy không nó rất là dữ tợn người nó thì là móng vuốt của nó các bạn nhìn thấy không? móng vuốt rất là ghê và mắt mũi da rồi nó nhìn nó không khác gì một con cá sấu còn thậm chí nó không khác nhiều so với con khủng long á mọi người nhưng mà thực ra thì thì dòng đất lại là con vật vô cùng hiền lành các bạn nhé các bạn nhìn gần nó thì nó nhìn rất là ghê thậm chí là nưng nó còn có cả những cái 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 hàng 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 tua hàng gai là nhìn như là một con khủng long thu nhỏ nhưng mà nó lại rất là hiền lành đấy các bạn nhìn thấy màu xanh của con con rồng đất nhỏ nào đấy có màu xanh rất là nét nhưng mà tí nữa đến cuối clip mình sẽ quay cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy mất luôn màu xanh nó chuyển sang một cái màu khác nữa đấy thì nói thêm là đấy các bạn nhìn thấy cái tua của con rồng đất này nhìn nó rất là ghê nói chung là những cái ai mà lần đầu mà tiếp xúc với nó thì là rất là sợ nhìn nó gớm ghiếc và tưởng là nó là cái loài ăn thịt và thậm chí nó là cái loài mà có có thể tấn công người được các bạn nhìn thấy không? Ồ, nhìn thấy cái 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 hàng trên lưng nó nhìn tua tủa tua tủa cái da sắc nhọn không nhìn da mặt móng chân móng tay nó các bạn nhìn thấy gớm ghiếc dài không nhưng mà thực ra nó lại là loài hiền lành và nó chỉ chuyên ăn thậm chí cả răng nó các bạn nhìn thấy hàng răng tua tủa của nó đó, đuôi này nhìn ghê không đó, nhìn chân nó này đó, nó như là một cái con khủng long thu nhỏ nhưng mà nó lại rất hiền lành mọi người nha đặc biệt là nó chỉ có ăn rau củ quả thôi tí nữa là mình mấy anh nhân viên ở đây họ cho nó ăn ăn rau ngót luôn các bạn rồi ăn dưa neo rồi ăn mồng tơi rồi ăn rau muống rồi ăn cà rốt rồi nói chung cái gì nó ăn được mấy cái rau củ quả mà ngọt ngọt mát mát nó thích lắm nó ăn ăn nhiều luôn đấy bây giờ đây các bạn nhìn này chuẩn bị nó ăn này đấy hai con này nhìn nó ghê không nhìn cái mặt nó rất là gớm ghiếc nhưng mà thực ra nó lại rất là hiền lành đó chỗ nhìn cái, cái cái này chắc nếu lần đầu mà gặp không ai nghĩ là cái cái đây là cái loài vật nó hiền lành như vậy các bạn thấy không vì nhìn cái bộ dạng bên ngoài đó là các bạn nhìn thấy cái màu xanh của nó bị 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 nhạt đi rồi không đã, bây giờ gần như là không nhìn thấy cái màu xanh của nó nữa vì là nó bị biến hình đi khá là nhiều biến đổi màu sắc đi các bạn tất nhiên là ở trong trong này á thì là vì nó có bóng điện người ta nuôi ở trong trong quán cà phê nó có bóng điện nên là cái sự biến đổi màu sắc nó không có nhiều chứ nếu mà những cái con mà mình thấy cũng có một vài quán cà phê mà người ta nuôi ở ở ngoài ngoài trời ấy, tức là nộ thiên ấy, thì cái sự biến đổi màu sắc nó còn nhiều hơn nữa. Tức là các bạn nếu mà buổi sáng sáng ấy, thì là các bạn nhìn thấy nó màu mà khi ánh nắng mặt trời lên thì màu khác và đến chiều mà khuất khuất mà thì màu khác. Hoặc khi mà các bạn cho một đống rau màu xanh vào thì một lúc sau màu nó sẽ đổi khác và lúc nếu mà các bạn để nó ở trên những cái cành cây màu màu xám xám thì màu nó sẽ khác. Tức là cái cái sự đổi màu nó sẽ khác đi và giá cả mà mua được một con rồng từ Indonesia mà mang về là giá nó cũng khác các bạn nhé Indo là đất nước của những cái loài loài rồng đất này có có con cả trăm ký nhưng mà đây là thuộc loại con nhỏ nhỏ ở Indo nhưng mà so với Việt Nam thì nó cũng là là cái loại cũng là lớn rồi chứ không phải là còn nhỏ nữa vì nó cũng rất là nhìn các bạn nhìn đấy thì biết không phải là nhỏ lắm đâu nha nó cũng là thuộc loại không phải là loại dòng đất khổng lồ nhưng mà nó cũng là khá là lớn rồi đấy các bạn nhìn cái và nuôi con này thì rất là dễ vì là nó ăn ăn rau củ quả và nó hiền lành nó ít khi nó nó chạy trốn lắm. Đấy. Cho vào trong 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 nồng này, có cây cối có ăn và nó khô. Những nồng là nồng khô này, nên là rất dễ nuôi. Đấy, nếu mọi người có đến quán cà phê này thì view rất là đẹp, ngồi ngắm máy bay rồi ngắm đôi dòng đất này cũng rất là hay các bạn nhé. Nhớ là quán cà phê Phúc Yên 17 tầng. Đấy. Ở chỗ đây nó thuộc quận Tân Bình mọi người ạ. À? mọi người có xem đến đây thì nhớ đăng ký dùm mình đăng ký dùm mình để mình làm thêm các cái video clip khác phục vụ mọi người nha những cái video clip về cuộc sống bình thường thôi cũng không có gì xin chào và tạm biệt mọi người nha xin chào mọi người xin chào